Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bản biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 tại căn chung cư mini cao 9 tầng ở số 37 trong ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân Đại học phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300 đến 400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Sau 2 giờ, đám cháy chung cư mini trong ngõ Khương Hạ Hà Nội đã được khống chế, nhiều nạn nhân ngất xỉu được đưa đi cấp cứu trong đêm. Theo thông tin ban đầu, Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1 căn chung cư mini. Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Mỗi tầng căn hộ tại chung cư mini Khương Hạ được thiết kế với 5 căn hộ, diện tích căn hộ từ 35 đến 56 m2. Lực lượng cứu hỏa liên tục bơm nước dập lửa, không cho đám cháy lan rộng ra các hộ dân xung quanh. Đại tá Dương Đức Hải Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường vụ cháy. Nhiều nạn nhân thoát ra trong tình trạng ngất xỉu sau nhiều giờ mắc kẹt trong chung cư, tất cả được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai cách đó khoảng 5 km. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan ra các hộ dân xung quanh. Một phần trong con ngõ 29 Khương Hạ đang được phong tỏa, người dân không được lại gần căn nhà cháy. Đến 3 giờ ngày 13 tháng 9, trời đổ mưa rất lớn cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực phun nước làm mát, tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy trung cư. Nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy cũng mệt nhoài sau khoảng thời gian căng thẳng cứu nạn. Chị Trang, 40 tuổi, khuôn mặt lấm lem vệt khói sau khi thoát ra khỏi đám cháy cho biết gia đình chị có hai vợ chồng và ba con nhỏ ở tầng 6 của trung cư mini xảy ra cháy. Khoảng hơn 11 giờ khi gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, điều hòa bỗng dưng tắt nghe tiếng la hét thất thanh của nhiều người. Khi chồng tôi dậy mở cửa thì khói đen tràn vào phòng, biết xảy ra cháy, chồng tôi liền vội lấy búa đập khung sắt lan can, sau đó dùng thang bắc sang nhà bên cạnh để thoát thân. Chị Trang nói và cho hay trong khoảng 4 phút, 5 người trong gia đình chị đã thoát ra ngoài an toàn. Anh Nguyễn Đăng Thắng ở trọ đối diện trung cư xảy ra cháy cho hay khoảng hơn 11 giờ, anh nghe tiếng nổ lớn, khi chạy ra ban công thì anh thấy lửa bùng cháy ở tầng 1 trung cư lửa sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên tôi nghe tiếng kêu cứu của nhiều người những người ở tầng thấp hoảng loạn phá cửa thoát ra bên ngoài và được người dân ở phía ngoài giúp thoát thân anh thắng nói và cho hay chỉ trong mấy phút ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà những tiếng kêu cứu nhỏ dần